cả nhà ơi cả nhà ơi vào đây vào đây hết để phụng nói cho mà nghe nè ai mà bị rụng tóc kinh niên ha rụng tóc sao xanh ha rụng tóc chùm chùm thưa tóc nói chung là rồi bị rụng nhiều quá cho nên tóc mình càng ngày càng ít trời đất ơi bơi hết chùm đây phụng cho một ý kiến là phụng thấy cho một cái phao nè tóc phụng này trị dứt điểm tình trạng này rồi đảm bảo không hiệu quả hoàn tiền luôn đây 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 cả nhà ơi cả nhà ơi đây chính là sản phẩm cao lỏng trị rụng kích mọc tóc nhân sâm đỏ, sản phẩm duy nhất có công nghệ kép liposome giữa hai hoạt chất biotin và collagen giúp tái tạo màng bọc sinh học tuyệt vời cho tóc. Trời đất ơi, tao nói lúc trước mà biết đến sản phẩm này là tao nói thôi trời ơi, tôi mừng lắm. Tóc khỏe ơi là khỏe, dày ơi là dày. Chưa bao giờ phụng thấy tóc phụng dày chắc nè, bông bềnh mà khỏe như vậy cho tới khi mình dùng sản phẩm này. Cao lỏng trị rụng kích mọc tóc này có bản thành phần có 4 hiệu quả cực kỳ khoa học nghe một cái là chốt liền chốt liền chứ không là tiếc cả một đời nữa nha thứ nhất là, là chuyên trị và dứt điểm tình trạng rụng tóc kinh niên rụng tóc sau sinh rụng tóc hậu covid nhờ chiết xuất saponin từ 100% phần trăm thiên sâm mọi người biết thiên sâm là gì không là những củ hồng sâm nó có thân dài từ 3 đến năm cm Trời ơi, cả củ sâm mà to nhiều năm nhiều tuổi là mọi người, trời ơi, nó trị rụng rất là hay. Ai mà rụng nhiều, dùng em này vô đảm bảo là hết rụng luôn. Cái hai nữa là kích dày tóc mình nè. À. Dày gấp 5 lần nhờ tái tạo màng bọc sinh học cho tóc bởi bộ đôi biotin và collagen giúp sợi tóc chắc nè, khỏe gấp 5 lần sợi tóc bình thường. Cái thứ ba là kích thích nang tóc con mọc nhanh tại cái mảng da đầu thưa, giúp hết hói, hết thưa tóc, kích thích tóc nhanh, dài, rất là lẹ. Cái thứ bốn, phục hồi và tái tạo toàn bộ sợi tóc, giúp tóc chắc khỏe tăng độ bồng bền tuyệt đối cho tóc nhờ các hoạt chất của hà thủ ô và đương quy chưa kể nghe trong đây còn có thành phần axit folic chống dị tật trẻ em để có thể dùng riêng cho mẹ bầu nè mẹ đang cho em bé bú nè mấy cái sản phẩm mà uống vô người cả nhà phải để ý kỹ thành phần nghe mọi người hiện tại là phụng nè đang tìm hiểu thì trong những sản phẩm dành cho tóc hiện tại không có cái sản phẩm nào mà rõ ràng về công dụng và cách tác động của sản phẩm lên tóc hay là lên cơ thể mình hết á nhưng mà cao lỏng trị rụng kích mọc nhân sâm đỏ thì khác hoàn toàn nha theo công ty nói thì đây là cái sản phẩm 3D một là sản phẩm đầu tiên và duy nhất được chiết xuất nguyên chất 100% từ nhân sâm đỏ có hoạt chất saponin có tác dụng phục hồi tổn thương và tái tạo, làm tăng tính thấm của tế bào, ức chế tập kết tiểu cầu, làm dày chân tóc nè, đảm bảo tóc giảm rụng 100%, kích thích nang tóc mọc nhanh gấp 10 lần sản phẩm khác. Thứ hai là sản phẩm dành cho tóc đầu tiên và duy nhất được sử công nghệ kép liposome cho hai hoạt chất biotin và collagen giúp tái tạo màng bọc sinh học cho tóc, điều trị tóc gãy rụng nè, hư tổn nặng nè, giúp tóc phục hồi khỏe từ trong bóng từ ngoài cùng bộ đôi hoạt chất này Biotin giúp làm cho dày sợi tóc, trị gãy rụng tóc, phục hồi vỏ tóc. Còn collagen thì phục hồi tóc từ bên trong, giúp sợi tóc căng bóng, không còn khô sơ, chẻ ngon hay gãy rụng gì hết ba là sản phẩm dành cho tóc đầu tiên được chứng nhận FDA của Mỹ đây là chứng nhận cực kỳ chất lượng của Mỹ cấp riêng cho các nhãn hàng nào được đảm bảo được về yêu cầu chất lượng yêu cầu thành phần và yêu cầu an toàn cho người sử dụng nên với 3D này thì thật sự trời ơi phí phụng hoàn toàn yên tâm sử dụng mà không có gì phải lo luôn các cả nhà một sản phẩm thực sự có chất lượng nên ai mà bị rụng tóc nghe thưa tóc đó, thì cứ bơi vào đây tham khảo mua về dùng liền nha hãng cung cấp đủ cơ sở thông tin để mọi người yên tâm nè Cả nhà ơi, cả nhà ơi, một sản phẩm rất là đẹp nha. Thon sang xịn mịn, rất là cứng cáp luôn. Trên vỏ hộp còn có tem của FDI. Đây 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 đây, FDI. Chứng nhận chất lượng sản phẩm của ISO 2000 nữa nha. Trời ơi quá trời quá đất luôn. Nó chất lượng từ cái vỏ hộp luôn đó. Nè, trên nắp cũng có in logo hãng và tên sản phẩm nữa nha. Tính ra là nội cái hộp này thôi cũng ưng ý quá trời nè mọi người ơi. Trên thân hộp cũng ghi rất đầy đủ. Đây 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 đây, đầy đủ thông tin nè tên thương nhân chịu trách nhiệm nè tên nhà sản xuất nè thành phần cấu tạo như thế nào nè công dụng mã vạch nè tính ra là đầy đủ hết trơn hết trọi rồi để phi phụng cắt ra và uống thử cho mọi người coi nghe rồi chờ mình trong giây lát bé trinh à dạ đưa cho cô cái kéo rồi con ừ, tại vì phi phụng đang dùng thử đó chứ còn có nhiêu đây à cắt ra nè làm liền mọi người mới tin đây Ừ, thấy không thấy không ừ. Ừ, 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 trời ơi nó ngon mà nó ngọt cái vị nó nhẹ nó ngọt nhẹ nghe uống vô cái mình nghe cái mùi xăm liền rất là dễ chịu nghe cái hậu nó rất là thanh ừ. với lại hãng cũng có nói là cái dạng cao lỏng này sẽ thẩm thấu nhanh gấp 10 lần các dạng xịt nè viên nén nè hay là thoa nhờ công nghệ của Liposome phân tách thành phần thành những phân tử siêu nhỏ nên thẩm thấu rất là nhanh và lẹ nếu mọi người ai mà ngại mùi nồng nè hay khó uống thì đừng lo về cái bé này nha rất là dễ uống mà ngon lắm cả nhà ơi mọi người ơi mọi người ơi quan tâm cứ để lại số điện thoại phía dưới trong vòng 15-20 phút phi phụng sẽ nhắn các bạn chuyên viên gọi điện hỗ trợ cho mình ngay và luôn nha ờ, mình cũng xin chia sẻ với cả nhà là tóc phi phụng bị rụng cách đây cũng là năm bảy năm rồi mà bây giờ mình nghĩ mới là mình nghĩ là chắc mình lớn tuổi mình bị lão hóa đó cho nên mỗi lần quay phim á tụi nó gọi mình là nữ hoàng tóc giả tại vì đứng trước mình là người của công chúng mà mình đứng trước mặt khán giả mình phải tóc mình cho đẹp chứ để tóc thiện mình buồn lắm nhưng mà sự thật mình cũng không muốn như vậy đâu nhưng mà cả nhà biết không rồi nhiều khi mình để tóc cả ngày mình đi quay đó rồi mồ hôi nó đổ ra rồi cái khi đó nó yếu tóc rồi khi mình về nhà cả một ngày trời mà đi quay rồi nực nổi quá mình gọi thì tất nhiên trời ơi nhìn mà xót luôn tóc nó rớt từng mảng từng mảng buồn lắm luôn nhiều khi nghĩ có khi nào mình gội đầu xong mình lao tóc xong mình gỡ ra cái đầu trọc lóc không trời trời đất ơi đừng nghe đừng nghe trời ơi nhưng mà khi mà mình biết tới cái câu lỏng trị rụng này thì thôi thiệt tình là dùng nó hiệu quả quá trời phụng vui lắm cả nhà ơi nói cái cả nhà nghe đúng là đây là tóc giả nhưng mà nó nghe cái quá khứ của mình mình sẽ đưa cho mọi người coi nhưng không phải nghe cái này xấu xí lắm cho nên mình không có muốn nhưng mà mình có nghĩa là tan chứng vật chứng hẳn hoi thì mọi người mới tin biết đây là tóc giả nhưng mà khi mà mình tóc thiệt mà mình nhiều á mình mới đưa cho cả nhà coi nhưng mà bây giờ khi từ khi mà dài cái tay cao lỏng này rồi đó nghe là tóc mình nó mọc tóc con nó mọc mình thấy thương lắm bây giờ nè nhắm mắt lại ha mình cho biết à trinh ơi đứng cái hình đi con nhắm mắt lại nghe mình la một hai ba mới mở mắt ra nghe một hai ba thấy không thấy ghê ghê chưa cái gì nó biểu giùm ra nữa hả đây 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 muốn dâm trời ơi thấy ghê quá thôi 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 thấy không tóc nó thưa mà thiếu điều mà mà thấy hết da đầu đó Ồ, xấu xí quá dục 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 nhưng mà cả nhà ơi cả nhà ơi phi phụng mà biết cái cao lỏng nhân xâm đỏ này rồi đó người ta chỉ đó phi phụng mua về uống thử trời ơi mới tuần đầu tiên thôi thì cả nhà biết không phụng dùng thì thấy tóc mình á nó lâu dơ nghe có kiểu là mình đi quay á cả ngày về đó Trời ơi mồ hôi nó kia nó bớt dơ dữ như lắm nhưng mà không phải nghe nhìn thấy nó dơ dơ khó chịu sao đó nhưng mà từ khi dùng cái em này đó nghe tóc lâu dơ hơn nè gấp ba lần luôn da đầu mình thông thoáng nè khô thoáng không bám bụi với lại đổ mồ hôi nhiều nữa trời ơi còn cái rụng á, thì chưa có để ý cái vụ đó mới chỉ thấy thích là nó không có bị bê bết nó không có vẻ dơ đó là mình thích lắm rồi đó cái khi phi phụng uống tới tuần thứ tư chắc tầm là chừng 22 22 23 24 ngày gì đó ha mình thấy là trời ơi tóc con nó mọc nhiều nha mọi người Đó, à, tóc cũng bớt rụng nha trời ơi nhiều khi á mình nói không tin phải không nhiều khi gội đầu xong nó chảy cái lượt á nó chỉ dính trong cái mắt lượt đó một hai cộng thôi à ôi ôi tóc nó không có rụng nữa chứ lúc trước là sợ lắm chảy ra rồi trời ơi thấy cái lượt là muốn dục luôn cái lượt luôn à nói chung là tuần thứ tư là chảy tóc ha nó cũng bớt lắm cứ còn một hai cộng thôi à trời ơi cái đó là mình thấy cảm nhận rõ nhất đó bây giờ ha, phi phụng đã dùng hơn hai tháng rồi thì cũng hết tầm ba hộp á vẫn đang dùng duy trì tại vì thấy cái cảm giác tóc dày nè chắc khỏe mà sạch sẽ nữa nên không có thể nào bỏ được tôi đã nghiện cái loại này rồi hiệu quả rõ ràng cũng thấy là tóc hết rụng nha tóc còn mọc nhiều nha mọc nhiều đến nỗi là không không dám đếm luôn á tại vì nó phun lúc phun lúc nó tóc nó ngứa gì lắm á bây giờ nè khi đã xài cái cao gì cao lỏng này rồi đó ha tóc dày chắc khỏe và rất là bóng nha nên phụng nói thiệt ai mà bị rụng tóc kinh niên nè rụng tóc sau sinh nè rụng tóc chùm chùm nói chung là ít tóc thưa tóc và tại vì rụng nhiều quá đó thì bây giờ à, bơi hết vô đây bơi hết vào đây để phi phụng chỉ cho một cái bí kíp là phi phụng thảy cho mọi người một cái phao nghe đó là cái sản phẩm này ta nói khi mà biết được đó nó là chân ái cuộc đời luôn dứt điểm rụng tóc còn làm cho tóc mình bóng dày lên hình rất là đẹp nghe mấy chỗ thưa cho mọc tóc hồi nãy mọi người thấy trên cái hình đó nghe mọc lên tóc con rất là nhiều bởi sản phẩm này ai mà bị rụng tóc kinh niên nè tóc thưa nè hay gãy rụng nè thì phải thử liền nghe nhất định là phải thử nghe ngay và luôn không là tiếc hồi hụi gì tìm hoài không ra một sản phẩm tóc ưng ý như vậy đâu chưa kể nữa sản phẩm này còn có chiết xuất nhân sâm nguyên chất mà còn có fda của mỹ nữa trời ơi không còn gì để chê luôn ai mà muốn tóc mọc dài lẹ nè nhanh gọn nè mọc nhiều hơn nữa là, thì có thể mua thêm cái con cái con gì không cái con tinh dầu xịt này nữa nè cái con tinh dầu xịt kích mọc tóc này nha đây đây trời ơi cái này nó còn cái dòng này nữa dòng này nó có hai sản phẩm một là cái cao lỏng chuyên rụng tóc ha có chứng nhận của FDI Mỹ ha còn hai là tinh dầu xịt chuyên trị tóc thưa nè kích mọc tóc nè mà nó có hai cái size nha cái size nhỏ này để dành mình đi du lịch nè phù hợp gọn nhẹ còn cái này là ở để ở nhà nè trời ơi, cả nhà ơi cả nhà ơi tôi nói thiệt nghe thích thiệt luôn á mình đi diễn nhiều lắm nghe mọi người toàn là làm tóc vuốt tóc trời ơi cho nên hệ tóc vẫn yếu lắm hở cái là rụng hở cái là rụng nhiều khi gội đầu không dám gội ở nhà luôn phải ra tiệm gọi đó rồi nói nè em ơi cào nhẹ nhẹ thôi nghe chứ không thôi là họ không biết họ cào mạnh là chắc cái đầu mình còn cái đầu lâu không thấy ghê quá <laughs> nên có một sản phẩm giải quyết được những nỗi đau này mà cơ chế hoạt động quá xuất sắc đã được chiết xuất từ 100% từ nhân sâm đỏ có hoạt chất saponin phục hồi tổn thương và tái tạo làm dày chân tóc đảm bảo tóc giảm rụng 100% và kích thích nang tóc mọc nhanh gấp 10 lần sản phẩm khác chưa hết còn nữa nghe còn thêm cái công nghệ kép Libosam khỏe từ bên trong, bóng từ bên ngoài, tái tạo màng bọc sinh học cho tóc nhờ biotin và collagen nuôi từ bên trong thêm hai thần dược đó là hà thủ ô và đương quy là thực sự không còn gì để bàn cãi về hiệu quả nữa phi phụng giám khẳng định đây là một sản phẩm duy nhất trên thị trường có cơ chế hoạt động rõ ràng có đầy đủ thông tin chứng nhận có thành phần và công nghệ độc quyền chiết xuất độc quyền 100% nhân sâm đỏ cộng thêm công nghệ li bu sâm nhiều Trời ơi, Nhiều đó cũng làm mình thấy mình an tâm và hiệu quả 100% cho mọi người rồi Cả nhà ơi, cả nhà ơi, cái tay ở không làm gì, bấm liền, bấm liền, nhắn tin ở phía dưới nghe Nếu mà ai xem được cái livestream từ Phi Phụng sẽ ưu đãi đặc biệt luôn Ưu đãi này chỉ dành riêng cho những cái bạn thân yêu của mình thôi, các tình yêu của mình thôi Cả nhà ơi, cả nhà ơi, chị em nào quan tâm cứ click vào nút phía dưới để nhận ưu đãi liền nha Nhanh tay, click liền, click liền, click liền nha